dịch bệnh kéo dài, những món quà ý nghĩa đã được chuyển đến các em học sinh khi bước vào năm học mới. Ba mẹ con không đủ tiền để mà mua được sách vở, khi được nhỏ là sách vở và có nhiều đồ hơn. Cảm ơn rất nhiều tại chưa có mua được nhiều sách vở. Mời quý vị cùng theo chân một thầy giáo ở Nha Trang với hành trình tiếp bước đến trường cho những học sinh vùng dịch.